Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay thì sẽ tiếp tục với chương trình Đồng hành cùng sách. Một chương trình chuyên chia sẻ về những quyển sách hay, những quyển sách bổ ích cho mọi người và cũng như là cho sinh viên chúng ta. Ok, cho thì quan tâm các bạn một chút xíu nhé. Không biết là học kỳ mới này các bạn có bị stress về những deadline hay những bài tập thầy cô giao cho các bạn hay không? Và các bạn có hay thường phàn nàn về những vấn đề đó hay không? Mình thì có đấy. Và mình tin chắc rằng cũng có rất nhiều bạn giống như mình. Vâng, nếu như bạn hay phàn nàn trong công việc hay phàn nàn trong học tập thì hãy dừng nghe thói quen đó đi nhé. Nó có hại đấy. Bởi vì phàn nàn không những làm suy yếu hiệu quả làm việc của cá nhân, của tập thể mà còn hình thành thái độ không nghiêm túc, không tôn trọng và khiến bạn không thể nào thích nghi được và không thể nào thay đổi thói quen đó được. Vậy làm thế nào để thay đổi vấn đề đó một cách tốt nhất? Thì John Gordon đã cung cấp những phương thức giải đọc vấn đề đó qua quyển sách Quy tắc không phàn nàn. Dừng ngay thói quen phàn nàn đi. Hãy đón chào công việc nhiệt tình hơn, bạn sẽ thấy được hiệu quả công việc. Và muốn hiệu quả hơn, hãy nhắm tay đến với thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng, tìm ngay để đọc quyển Quy tắc không phàn nàn. Tin mình đi, sẽ hiệu quả thật đấy. Và mình xin chúc các bạn thành công trong việc thay đổi thói quen phàn nàn sau khi đọc quyển Quy tắc không phàn nàn này. Và lời cuối cùng, mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.